Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng Nguyễn Quang Dũng nguyên là phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, hiện là cộng tác viên tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Nông thôn, cùng với hai đối tượng khác là Đinh Tiến Sơn và Nguyễn Phước Hải, cũng là cộng tác viên một số tờ báo, đã tổ chức thu thập thông tin sai phạm về trật tự xây dựng tại các phường xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau đó viết bài gửi đường link đe dọa và tống tiền. Phạm Phước Hải sẽ đến gặp trực tiếp chủ tịch hoặc bí thư của các phường phụ trách về mảng thanh tra xây dựng và yêu cầu nhất là chuyển tiền để gỡ bài và chỉnh sửa bài. Còn nếu không, chúng lại tiếp tục đăng tiếp, chúng còn liên kết tất cả các báo tạp chí khác nữa thì để đăng đồng loạt một lúc luôn thì để gây sức ép phải đến gặp để chuyển tiền. Để đăng các bài viết với nội dung nặng nề, thậm chí còn không đúng sự thật, các đối tượng đã xây dựng 18 trang web giả mạo để đăng bài. Phương thức thủ đoạn hoạt động là tạo lập một cái hệ thống các cái trang kênh thông tin với cái tên gọi, giao diện và cái hình thức như một cơ quan báo chí. Sau đó chúng đăng tải những cái thông tin bài viết phản ánh về những cái hoạt động có cái dấu hiệu sai phạm của những tổ chức cá nhân và các doanh nghiệp. Nhưng mà sau khi mà đe dọa xong, chúng lại ẩn các cái trang kênh thông tin này đi. Nên là các cơ quan chức năng không phát hiện được các cái trang kênh thông tin này. Tôi thấy việc làm tôi là sai. Tôi mong sự khoan hồng của pháp luật. Tôi hứa sau khi tôi chấp hành án xong, tôi sẽ sống đúng theo hiến pháp và pháp luật. Thông tin điều tra bước đầu, số tiền thu được của mỗi vụ tống tiền ít nhất khoảng vài chục triệu đồng. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.